chẳng cần dậy sớm để thành công, không đến công ty, bình minh lúc 10 giờ sáng nhưng vẫn kiếm ngon ơ 1,5 tỷ đồng trên năm. Kiếm tiền tại nhà đang là xu hướng. Nếu nắm rõ năm bí quyết này, thu nhập khủng mỗi năm không phải câu chuyện quá khó khăn. Vơ tùa ơ và đó là xu hướng làm trợ lý ảo, vơ tùa ơ Trợ lý ảo là ngành nghề mà các cá nhân sẽ cung cấp dịch vụ văn phòng cho doanh nghiệp nhưng làm việc tại nhiều địa điểm linh động hoặc ngay tại nhà. Thông thường, trợ lý ảo sẽ phụ trách quản lý email, phân loại tài liệu, quản lý lịch trình, lịch họp hay hỗ trợ khách hàng cho doanh nghiệp. Theo thống kê tổng hợp từ ZipRecruiter, -Zip mức lương trung bình cho một trợ lý ảo là 67.000 USD trên năm, hơn 1,5 tỷ đồng. Để bài viết có góc nhìn trực quan, Insider đã tổ chức nhiều cuộc phỏng vấn với các trợ lý ảo trên thế giới. Ví dụ như với Hacac, một hot tiktoker có 912.000 người theo dõi, đồng thời là một trợ lý ảo. Kênh của cô thường chia sẻ nội dung về ngành nghề này. Trên TikTok hiện nay, hát tắc thăng vơ tơ sơ lan sở Tổ cũng có hơn 586,7 triệu lượt xem và thăng vơ tơ ca lơ chờ nổ có hơn 68,3 triệu lượt xem. Vào tháng 8 năm 2020, Hà Cát đã đăng một video TikTok đầu tiên giải thích trải nghiệm của cô khi làm trợ lý ảo. Cụ thể, cô nói với người xem rằng bản thân đã kiếm được 9.000 USD, hơn 200 triệu đồng mỗi tháng với công việc này dù không có bằng đại học. Khi đại dịch Covid xảy ra trên toàn thế giới, xu hướng làm trợ lý ảo tăng mạnh. Theo một báo cáo của Nano Global, số lượng nhân sự đăng ký làm công việc này vào năm 2020 đã tăng 41% so với năm 2019. Hơn nữa, số người làm việc tự do cũng đang tiếp tục tăng, đặc biệt là thế hệ Gen Z và Gen Y. E. Một số cuộc phỏng vấn của Insider tiết lộ rằng có nhiều doanh nhân có nhu cầu tuyển trợ lý ảo để hỗ trợ công việc cho mình. Angela Lee, giáo sư tại Đại học Columbia cũng cho biết trong 5 năm vừa qua, những người tôi quen đều cần đến trợ lý ảo để hỗ trợ công việc, nhưng họ lại gặp khó khăn khi tìm một ứng viên phù hợp. Theo Arjun Sundarajan, tác giả cuốn sách The Saving Economy, ngày nay, nhiều doanh nghiệp nhỏ và lớn cũng có xu hướng thuê trợ lý ảo. Điều này giúp tạo cơ hội việc làm cho nhiều người hơn trong bối cảnh kinh tế gặp khó khăn. Vì vậy, để nắm bắt xu hướng thị trường việc làm, Insider đã nói chuyện với một vài trợ lý ảo nhiều kinh nghiệm như Vivian Gasol, Hakak, Alana Smith. Sau đó, đội ngũ Insider đã biên soạn 5 bí quyết để có thể trở thành một trợ lý ảo có thu nhập khủng. 1. Ứng tuyển công việc phù hợp với năng lực. Các nhiệm vụ của trợ lý ảo thông thường sẽ bao gồm thiết kế ấn phẩm cho hoạt động marketing, xây dựng chiến lược truyền thông mạng xã hội, làm việc với hóa đơn, chứng từ cùng đối tác của khách hàng. Tuy nhiên, trợ lý ảo có nhiều kinh nghiệm Vivi Eun Gaso khuyên mọi người nên nhận các công việc trợ lý phù hợp với năng lực thực tế của bản thân, bởi ít người có đầy đủ mọi kỹ năng hoàn hảo. Ví dụ, Vivi ẩn có kinh nghiệm làm việc trong văn phòng đông người, hiểu cách thức quản lý đội nhóm nên cô thường tìm các công việc trợ lý ảo phụ trách quản lý tương tự. 2. trao dồi khả năng sử dụng phần mềm và ứng dụng công nghệ. Đối với trợ lý ảo, một công việc làm từ xa, linh động và phụ trách hỗ trợ, thì việc thành thạo các ứng dụng công nghệ là điều cần thiết. Dù ở ngoài có rất nhiều trợ lý ảo sử dụng tài nguyên miễn phí để hoàn thành công việc nhưng một số người làm nghề lâu năm nói rằng việc bỏ tiền để mua các công cụ hỗ trợ hay học thêm kỹ năng như thiết kế chuyên sâu là một khoản đầu tư xứng đáng 3. tạo ra sự khác biệt thị trường việc làm ngành trợ lý ảo đã mở rộng nhiều trong hai năm qua một phần lý do là càng ngày càng có nhiều người muốn nghỉ việc toàn thời gian để tìm các công việc linh hoạt giờ giấc không phải dậy sớm hay có thể song song theo đuổi đam mê của mình đồng thời số lượng các công ty được thành lập mới cũng đang trên đà tăng vào tháng 10 năm 2022, hơn 430.000 đơn đăng ký kinh doanh đã được nộp tại Hoa Kỳ. Hai xu hướng này đã dẫn đến số lượng trợ lý ảo ngày càng nhiều. Để cạnh tranh, bạn phải tạo được điểm khác biệt của bản thân. Ví dụ tập trung vào một kỹ năng thế mạnh sau đó tìm một nhóm khách hàng cụ thể, hay bạn có thể học thêm những kỹ năng mềm ngoài chuyên môn để tạo ấn tượng với khách hàng. 4. Sắp xếp thời gian hợp lý. Một trong những lợi ích của việc làm trợ lý ảo là tính linh hoạt Trợ lý ảo có thể tự sắp xếp lịch trình của riêng họ, quyết định số giờ làm việc mỗi tuần, dành thời gian cho gia đình hoặc du lịch bất cứ khi nào họ thấy phù hợp. Ngoài ra, nhiều người cũng bắt đầu sự nghiệp trợ lý ảo ngay cả khi đang làm công việc toàn thời gian. Vì vậy, để công việc này được vận hành trơn tru một cách lâu dài, bạn nên sắp xếp thời gian hợp lý. Ví dụ, tích cơ ha cắt, một người thức đêm nhiều, cô sẽ để cho bản thân ngủ đủ giấc để đảm bảo tinh thần và thức dậy vào lúc 10 giờ sáng. Tuy nhiên, sau đó cô sẽ làm việc hết công suất vào thời gian còn lại trong ngày để đảm bảo công việc. 5. Có chiến lược để tìm kiếm khách hàng Các trợ lý ảo cho biết, mạng xã hội có thể là một nơi tuyệt vời để tìm các thương hiệu và khách hàng tiềm năng. Từ đó, bạn nên xác định doanh nghiệp có lĩnh vực lý tưởng, so sánh khả năng tương ứng, tìm tới các khách hàng này. Chia sẻ suy nghĩ của bạn về cách cải thiện hoặc giải quyết các vấn đề hiện tại cho họ. Cách hiệu quả nhất để thu hút khách hàng là cho họ thấy rằng công việc của bạn sẽ giúp cuộc sống và công việc điều hành doanh nghiệp của họ trở nên dễ dàng hơn. Alana Smith, người điều hành một công ty chuyên cung cấp trợ lý ảo cho biết, việc tham dự các sự kiện trực tuyến hay hội thảo do các thương hiệu mà bạn muốn hợp tác tổ chức là một cách khác để kết nối với khách hàng tiềm năng. Theo bi